Xin chào tất cả các bạn, mình là Bảo Anh đến từ trường âm nhạc Ada Music. Hôm nay mình sẽ nói về vị trí giọng hát. Ngoài ra thì các bạn có thể theo dõi thêm các video khác liên quan tới các lĩnh vực âm nhạc khác, ví dụ giống như là hòa âm, phối khí, truyền thông vân vân. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Vậy vị trí giọng hát là gì? Vị trí giọng hát là một khái niệm khá là khó hình dung, bởi vì là vị trí giọng hát không có một khái niệm cụ thể để đo lường hoặc định lượng. Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản là như thế này. Vị trí giọng hát có nghĩa là cái vị trí mà các bạn muốn âm thanh phát ra tại chỗ nào. Thì ví dụ như là các bạn sẽ thường hay nói là đương nhiên là em hát ở cổ họng thì nó sẽ phát ra ở cổ họng rồi. Đúng là như vậy, nhưng mà có phải thực sự là lúc nào chúng ta cũng sẽ hát vị trí âm thanh ở cổ họng hay không? Rồi chúng ta sẽ từ từ tìm hiểu về chủ đề này nhé. Bây giờ mình sẽ cho các bạn coi một hình ảnh của trường âm nhạc Ada Music đã thiết kế để các bạn có thể dễ hình dung hơn vị trí giọng hát. Các bạn sẽ dễ hình dung hơn. Thì đây là hình ảnh về vị trí giọng hát mà trường âm nhạc Ada Music đã thực hiện và làm. Thì như chúng ta thấy ở trên hình ảnh này thì giọng hát sẽ có tất cả là 4 vị trí. Thì vị trí, đây sẽ có 4 vị trí. Thứ nhất là vị trí âm thanh ở cổ họng, ở ngực. Thứ hai là vị trí âm thanh ở bên trong vòm họng. Thứ ba là vị trí âm thanh ở trước mặt. Đây, vị trí âm thanh ở trước mặt. Thứ tư là vị trí âm thanh ở xoang và đỉnh đầu. Thì đây sẽ là 4 vị trí âm thanh cơ bản mà chúng ta dễ hình dung. Thì ngoài ra sẽ còn một vị trí âm thanh khác mà cũng đang khá là gây nhiều tranh cãi, nhưng mà mình có thể đọc được ở một tài liệu cổ điển, có nghĩa là vị trí âm thanh ở ngay gáy, sẽ thường dành cho các cái ca sĩ hoặc các aria hát dòng nhạc cổ điển. Thì những người này sẽ sử dụng các cái vị trí âm thanh ở gáy để làm cho âm thanh ấm và dày hơn. Trong chuỗi video này thì tạm không nhắc tới cái vị trí âm thanh ở gáy, mà sẽ đợi một chuỗi video sau mình sẽ chia sẻ cho các bạn nhé. Mình sẽ trước mắt mình sẽ chia sẻ trước 4 vị trí âm thanh cơ bản mà chúng ta đang nhìn thấy ở trên hình ảnh này đây. Rồi, vậy thì chúng ta sẽ làm rõ từng cái vị trí âm thanh một. Vị trí âm thanh thứ nhất là vị trí âm thanh ở ngực và cổ họng. Như các bạn dễ hình dung á, thì mình cứ hát ở cổ họng thì vị trí âm thanh của mình là ở cổ họng thôi. Thì lý thuyết là như vậy, nhưng mà mình sẽ cho các bạn nghe thử một video mà một người hát đang hát ở vị trí cổ họng khá là nhiều. Và chúng ta sẽ cùng phân biệt là ở đâu là vị trí cổ họng của người này hát nhé. Bây giờ mình sẽ vào video của anh leader truyền thông của trường âm nhạc Ada Music. Đây cũng là một bài hát mà anh sáng tác luôn. Đó là bài Bay Thật Xa, sáng tác của anh Đỗ Thanh Đạt. Và mình sẽ xem coi là cách anh hát, vị trí giọng hát của anh đang đặt ở đâu nha. Cái chỗ này các bạn có thể hình dung là anh đang hát bằng một cái âm thanh phát ra rất là bay, đúng không? Mà âm thanh bay thì anh đang hát bằng giọng gió. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục hình dung tiếp nha. Không biết các bạn có nghe đúng được là giọng gió không, nhưng mà ở đây mình nghe được là cái âm thanh phát ra nhẹ và soft. Thì đây là chính là anh đang sử dụng giọng gió. Rồi bây giờ mình sẽ nghe tiếp theo các cái vị trí âm thanh anh hát nha. Tìm ước mơ, tôi đi trên những con đường rất vội. Trên những là lúc này anh đã kéo từ cái phần giọng gió xuống cái phần cổ họng, là anh đang đặt vị trí âm thanh ở cổ họng, thì nghe nó sẽ hơi ồm ồm một xíu và nghe nó sẽ hơi sức sước. Những bạn nào chưa hình dung được thì mình sẽ nghe tiếp. Tôi ngồi dưới tán cây, tôi ngồi nhìn thời gian trôi trôi qua trên cười. Đó là cái chữ cười của anh, là anh đang đẩy từ cái phần vị trí âm thanh của anh đang đẩy từ phần gió xuống trở lại cổ họng. Đó là cách anh hát nha, mình chưa nói đến việc đúng sai, mà đây là cái cách mình đang phân tích cái cách anh ấy hát để mình xem được cái vị trí âm thanh của một người khi hát. Và tôi vẫn hát, và tôi vẫn khát khao được đam mê tung bay đi khắp mọi nơi, và tôi sẽ bay đi thật xa đến chân trời kia, và tôi sẽ bay đi thật xa cho đam mê khát vọng, và tôi sẽ bay đi thật nhanh để xe giang rộng đôi cánh,
xa. Đó, anh đẩy anh mình không nói là đúng hay sai nha, nhưng mà cái cách anh hát là anh đang đẩy từ giọng ngực lên giọng gió, từ giọng ngực lên giọng gió, và mình có thể thấy ở đây là mình sẽ tua lại cái khúc mà anh lên điệp khúc. Trời kia và tôi sẽ bay đi thật xa. Và tôi sẽ là anh kéo cái phần ngực lên và mình nghe nó sẽ hơi có một cái sự gì đó nó khó khăn. Mình sẽ không bàn tới cái việc này, mà chúng ta sẽ tập trung hình dung vào cái vị trí âm thanh nha. Vị trí âm thanh của anh đang đặt ở cổ họng thì khi mà chúng ta nghe đặc điểm của nó thì mình sẽ nghe nó một cái gì, nhưng mà mình đã nói ban đầu á là nghe có một cái gì đó nó ồn, nó xước, và nó và khi mà chuyển giọng á thì chúng ta hơi gặp khó khăn. À, cái định nghĩa chuyển giọng xíu nữa mình sẽ hướng dẫn tiếp, thì chúng ta sẽ dễ hình dung được nha. Để mình xem coi cái clip này thì sẽ có những cái chỗ nào mà anh hát bằng vị trí cổ họng mà mình dễ nhận ra nữa, mình sẽ tua thử nha. Thật nhanh. Và tôi sẽ bay đi thật nhanh. Là anh đang để, anh đang kéo xuống cổ họng nè. Đây, để mình cho các bạn nghe lại thử nha. Và tôi sẽ bay đi thật nhanh. Nhanh là cái chữ nhanh của mình, nó đang để ở một vị trí là phần thấp ở dưới này. Nó nghe nó ồn và nó trầm và nó xước. Rồi ok, thì các bạn có thể hình dung một cách mường tượng như vậy. Tại vì cái thời lượng video này mình không thể mà phân tích hết được, thì các bạn có thể lên cái phần YouTube và search ra cái bài bay thật xa của anh Đỗ Thành Đạt để mình có thể phân tích tiếp nha. Sau video này như mình đã nói sẽ là buổi về luyện tập vị trí giọng hát, thì mình sẽ quay từng ngoảnh giọng để cho các bạn có thể tập theo để tìm vị trí giọng hát cũng như để chuyển đổi cái quãng giọng của mình được phù hợp hơn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip này. Hẹn gặp lại các bạn trong video clip luyện tập buổi 2 lần sau.